Ôi trời ơi, mịn quá thật thôi. Ôi trời ơi. Hả? Ôi trời ơi, người ngoài hành tinh chứ không phải người thường nữa. Ôi trời ơi. Bố ơi, mẹ tiên sư cha mày làm bố mày giật cả mình. Có việc gì nói nhanh, bố lau dãi đi kìa. Chả biết xem cái gì mà khiếp, dãi rớt chảy cứ rè rè. Hả? Bố cho con tiền đi để con ra mua kem đánh răng. Không, hết kem đánh răng rồi đây này, mày lặn mãi chả được tí nào. Mẹ sáng sớm mày ra tiên mới trả nong. Mày đánh răng gì mà sáng nào mày cũng đánh là thế nào? Thì sáng ngày ra ngủ dậy phải đánh răng chứ bố. Không đánh răng thì cũng là mồm miệng nó mà thối hoắc như tre ngâm. Mày chỉ được cái hoang phí đi, không làm sao phải đánh răng nhiều như thế cả nhá. Tao không đánh răng thì có làm sao đâu hả? À, răng vẫn chắc nhá, hơi thở vẫn thơm mát. Khiếp, bố sáng ngày ra không đánh răng mà bố chịu được, con chịu đấy, con không phải đánh răng con không chịu nổi, kinh lắm. Ừ, tuy tao không đánh răng nhá, nhưng mà tao có cái phương pháp này còn sạch sẽ hơn là đánh răng, mà lại còn tiết kiệm nữa. Hả? Đầu tiên nhá, mày sáng ngày ra ấy, mày ngủ dậy mày lấy lưỡi này, mày lấy lưỡi mình đá một vòng quanh răng này. Khi mày đá một vòng quanh răng xong rồi nhá, mày làm một ngụm nước này. Đấy, vừa sạch sẽ vừa tiết kiệm, lại còn uống nước nhiều rất tốt cho sức khỏe, còn cũng chịu bố thật đấy. Khó thế mà bố cũng nghĩ ra. Thì thảo nào mấy lần con vào phòng bố con dọn dẹp còn tí nôn mấy lần bố ạ, kiểu như bị ngộ độc khí. Nhưng mà bố đang xem cái gì đấy? Ôi rồi ôi, đẹp quá bố ạ. Chết thật rồi. Hả? Ôi rồi ôi, nó mịn kia. Thảo nào bố sáng không cả đánh răng nữa. Cái mồm mày bé bé thôi. Mẹ mày mà ra bây giờ thì chứ mà hết xem. Vâng vâng. Lau dãi đi kìa. Khổ lắm. Ha ha ha.